Thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Tân Chính, quận Thanh Khê cho biết, qua lấy mẫu xét nghiệm thì 100% mẫu xét nghiệm của tiểu thương chợ Tân Chính để âm tính với sars của vị Trước đó, qua điều tra truy vết, xác định một trường hợp mắc COVID-19 có đến chợ Tân Chính để mua sắm, phường đã nhanh chóng dừng hoạt động của chợ từ sáng ngày 20 tháng 6, tiến hành phun khử khuẩn khu vực chợ. Đồng thời phường cũng đã phối hợp với ngành y tế thông báo và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả 130 tiểu thương buôn bán kinh doanh tại chợ theo phương pháp mẫu gộp. Ngoài khu vực chợ Tân Chính thì đến nay, phường Tân Chính cũng đã lấy mẫu xét nghiệm gần 600 trường hợp tại khu vực có nguy cơ cao để sàng lọc ngăn chặn dịch lây lan.